bạn kết nối giữa hai cái máy tính với nhau trong một cái mạng wifi. Trước kia chúng ta có kết nối chia sẻ các dữ liệu trên hai máy tính với nhau là qua cái mạng LAN, mạng có dây. Như này là bây giờ là công nghệ nó cũng phát triển rồi, chúng ta các máy là kết nối với một wifi với nhau trong một cái không gian trong gia đình, thì chúng ta bây giờ không kết nối bằng dây nữa mà chúng ta kết nối bằng wifi. Cho nên tôi hướng dẫn các bạn có thể là kết nối hai cái máy tính để chia sẻ dữ liệu bằng wifi. Thế trước tiên chúng ta để làm được cái này, chúng ta sẽ bước một, chúng ta thiết lập cho một cái máy chia sẻ tài nguyên dữ liệu, đó là một cái máy chủ, thì chúng ta phải đặt nó và định nó là đó là cái máy chủ để chia sẻ cái dữ liệu, và các máy khác có thể truy cập vào đó, chúng ta sẽ lấy được cái dữ liệu từ cái máy đó và chúng ta không cần phải sử dụng qua USB nữa. Thế bước một là chúng ta sẽ vào cái phần truy cập vào phần custom panel là thiết lập này, sau đó vào phần network and internet, sau vào cái network and center chúng ta là cái thiết lập cái chia sẻ. Các bạn để ý này, chúng ta sẽ tích vào cái và đây tích vào cái bật setup là new connect network. Đấy, trong này có rất nhiều các mục, chúng ta không quan tâm đến đấy, ta kéo xuống cái mục dưới là setup wifi. Đấy, đây trên này chúng ta sẽ thiết lập, chúng ta bấm vào đây xong rồi sẽ bấm next. Đây sẽ hiện hai cái máy tính chia sẻ wifi với nhau, thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục và bấm next. Và ta lưu ý chỗ này nó chỉ độ khoảng cách kết nối khoảng 30 feet thôi nhé, nếu xa quá là có thể không kết nối được. Để bấm next này. Ở đây ta sẽ đặt. Ta đặt đây là có thể là máy chủ chẳng hạn. Máy chủ. Và ta đặt đây là cái tên rồi nhỉ, tên máy chủ. Và cái đặt cái bảo mật là chúng ta sẽ đặt là WPA2 person gì đấy. Xong rồi đặt mật khẩu, tôi có thể đặt từ 1 đến 9, 1, 2, 3, 4. Đấy, tùy các bạn đặt nào, đặt xong các bạn bấm next. Đấy, như vậy là chúng ta đã hiện lên là cái wifi máy chủ này, network mật khẩu đây. Đấy, và chúng ta bấm vào, đóng. Bây giờ chúng ta để ý trong cái mục wifi của ta nó sẽ hiện lên một cái máy chủ mà chúng ta máy chủ wifi chúng ta vừa mới thiết lập. Đấy, bạn nhìn này, có chữ máy chủ đây. Thế thì khi ta mở một cái máy nữa, chúng ta sẽ kết nối cái máy chủ này, thì cái máy đó sẽ truy cập được vào cái máy này để ta lấy dữ liệu. Và sau khi ta thiết lập xong, ta phải thêm một công đoạn nữa, đó là ta phải bật chức năng chia sẻ lên, ta mở ra và ta click vào đây, click OD này để chia sẻ. Ví dụ các dữ liệu nó đặt OD thì chúng ta phải chia sẻ dữ liệu ổ D và ổ E. Tôi chia sẻ tất cả dữ liệu của các ổ, nếu tôi cần thì tôi sẽ lấy dữ liệu. Ta kích phải chuột. Đấy nhá, ta kích phải chuột này. Chọn vào sandwich advanced. Thì ta sẽ chọn mục này. Ta kích vào send folder đây. Ta bấm apply cho bấm ok. Đấy, ta thấy hai người đây, thì biểu tượng hai người chia sẻ đây thì là ok rồi. Ta đóng. Tiếp tục với thao tác của ta chia sẻ tiếp vào ổ E, click phải chuột và chọn mục như của kia thôi. Đấy, ta sẽ làm theo đúng cái thao tác apply xong ok. Đấy, cũng như vậy ta có thể chia sẻ cả máy in, để khi nếu máy này kết nối với in, ta có thể in được cả cái từ cái máy này. Đấy, thì chúng ta sẽ vào, ta vào lại nhé để các bạn nhìn này. Ta vào start này,
vào Drive and Print. Sau đó ta sẽ chọn máy in chia sẻ. À, thì ở đây tôi chưa cài máy in nào cả. Thì ví dụ nó chia sẻ máy in này. Tích phải chuột này. Xong rồi vào thuộc tính của nó. Thuộc tính máy in. Tôi vào phần sen này. Đấy, ví dụ như thế nó sẽ có cái mục đây là máy in ảo. Có đây thì nếu có thì cái mục vào phần này nó sẽ có mục máy in thì nó sẽ tích in. Tí nữa nào nó sẽ làm một cái video để chia sẻ máy in sau. Đấy, ví dụ thế thì chúng ta sẽ chia sẻ cả máy in để người ta in. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là thiết lập cái máy chủ. Và sau thiết lập máy chủ chúng ta sẽ tiếp tục là thiết lập của cái máy mà chúng ta truy cập vào để lấy dữ liệu. Vừa nay tôi đã trao đổi với chúng ta một kết nối giữa hai máy tính, người ta đã thiết lập là cái máy chủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái máy khách để chúng ta sẽ truy cập vào cái máy chủ để ta lấy dữ liệu. Thì nó sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta không phải thiết lập máy chủ nữa mà chúng ta chỉ cần kết nối với cái wifi mà chúng ta tạo những cái máy chủ ấy. Thì chúng ta sẽ vào đó và chúng ta sẽ lấy dữ liệu thôi. Và trong phần này là tôi cũng lưu ý là chúng ta sẽ kết nối với trong cái trước tôi nói là nó trong vòng 30 feet thì chúng ta kết nối được, còn nếu ở xa quá là chúng ta cũng sẽ không kết nối được. Đấy là cái nhược điểm của cái này. Nếu mà mạng LAN có dây kia thì chúng ta sẽ ngồi xa, nếu có cái dây thì kéo đến là chúng ta sẽ bắt được, nhưng cái wifi này chỉ phạm vi ngắn thôi. Với thứ hai là khi chúng ta ngắt kết nối với cái này mà ta có thể khởi động lại thì cũng sẽ mất, chúng ta phải thiết lập lại từ đầu. Thế do vậy đó là cái nhược điểm của nó. À, thế bây giờ tôi hướng dẫn chúng ta để chúng ta vào chia sẻ dữ liệu. Chúng ta cũng vẫn vào cái phần custom panel, sau đó là vào cái phần view network để ta xem là cái mạng mà chúng ta vừa đặt là gì. À, các bạn lưu ý đây, đó là cái mạng máy chủ mà tôi vừa mới tạo đây. À, thì chúng ta sẽ kết nối với cái mạng này và connect. Ta nhập mật khẩu vào, muốn đã nhập đặt mật khẩu gì ta sẽ nhập mật khẩu vào. Đây là thủ tục. Đấy vậy, ok, chúng ta đã kết nối được với cái mạng wifi đó rồi. Đấy, bước nữa là chúng ta để chúng ta vào nó kết nối được, thì chúng ta vào mở phần network này để kiểm tra nó kết nối được chưa. Đấy, và đang nhìn đây, đây là cái máy chủ. Ta kết nối vào đây thì nó hiện lên ổ D, ổ E và người sử dụng này. Đã, thì ta tích vào ổ D, ổ E đi để ta lấy dữ liệu. À, có thể nó đang đợi một chút, đợi chút đi. Như vậy là ta nhìn thấy các ổ đây là chúng ta sẽ có thể vào ta lấy dữ liệu của cái máy chủ. Đấy. Như vậy đây là chúng ta sẽ vào ta lấy được dữ liệu, copy các dữ liệu của cái máy mà máy chủ kia. Nên nhiều khi là chúng ta copy từ USB thì USB nó có thể nó dữ liệu nó ổ cái đúng rồi, dung lượng của nó thấp, chúng ta có thể có một cái file lớn chúng ta không copy được. Thì chúng ta khi copy ở cái mạng này chúng ta sẽ có được rất là nhiều nội dung. Thế vậy là chúng ta đã kết nối được. Đây vậy tôi thử có một cái dữ liệu từ cái máy chủ này sang cái máy của tôi xem là nó tốc độ của nó như nào. Tôi sẽ copy cái bản. Như vậy là có thời gian nó cũng tôi đang bận chút. Thế như vậy thì tôi chia sẻ với các bạn là nội dung kết nối
giữa hai máy, đó là mạng wifi, thì chúng ta sẽ làm theo các bước đó, chúng ta sẽ kết nối được hai máy để chúng ta sẽ có dữ liệu rất là tiện lợi. Video cũng dần rồi đây là kết thúc, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.